Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Siêu Tiki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nha. Hiện tại thì mình đang đứng ở đây và chế tạo thêm một ít cái bánh kem ấy để giúp cho mấy nàng tiên của mình từ bỏ thói quen là lấy đồ người khác nha. Rồi giờ thì mình sẽ vào đây và đổi ra một ít cái đường trước, kế tiếp thì sẽ chế tạo thêm bánh kem. Và mỗi lần chế tạo như vậy thì mình mất 3 xô sữa, và khi hết sữa mình cứ lại đây nè và lấy sữa bò và tiếp tục chế tạo bánh kem thôi. Hiện tại mình đã có được hình như là 9 cái rồi, giờ mình sẽ làm thêm cái thứ 10 nè. Mình còn vật liệu ha, ok để mình làm thêm một cái nữa đi, là 11 cái rồi cho mấy nàng tiên ăn nhá. Đây mình sẽ múc thêm một lần nữa, rồi sau đó mình sẽ làm thêm cái thứ 11 nè. Kế tiếp thì mình sẽ cho mấy nàng tiên đi ra bên ngoài nhá. Nàng nào ra trước ta? Nàng này đi. Rồi một nàng. Nó các bạn thấy chưa, mới thả ra đã lấy bánh kem của mình rồi. Lại đây nè, bánh nè lại đây ăn đi. Đó, nhảy xuống mà ăn bánh kem nè. Ăn rồi kìa. Mà ăn xong không trả lại mình cái bánh kem hả? Ui, đã ăn bánh của mình rồi mà còn không trả bánh kem cho mình nữa. Thôi kệ, cho bé cầm cái bánh kem đi. Tiếp theo mình sẽ thả nàng tiên màu xanh này ra đi. Rồi, nàng tiên màu xanh đã đi ra, mình sẽ vứt ra để cho nàng tiên ăn nhá. Ui, cứ mỗi lần ra là lấy một cái bánh của mình hả? May mà mình chế tạo nhiều á. Màu xanh rồi đúng không, kế tiếp là màu vàng đi. Chưa, cắt bớt một cái đã. Rồi, sau đó ăn bánh đi nàng tiên ơi. Cái ăn đi, đúng rồi. Rồi, hiện tại đã có 3 nàng tiên rồi đúng không? Coi còn nàng tiên nào màu khác nữa không ta? Ồ, vậy là mấy nàng tiên này chứ có 3 màu là chính hả? Nàng màu hồng nè, nàng màu xanh, còn nàng bên kia là màu vàng. Hiện tại thì mình chỉ thả trước 3 nàng này nhá. Nàng này thì ở đây chơi chung với mấy nàng kia. Nàng này thì mình sẽ qua cái khu vực chỗ mấy bé rồng nhá. Đi theo mình đúng không? Nó sau khi cho ăn bánh á, thì nàng tiên sẽ đi theo mình như vậy nè. Rất là thích luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ bay qua khu vực chỗ mình xây nơi ở cho mấy bé rồng nhá. Ồ, nàng tiên bay cũng rất là nhanh luôn kìa. Mình bay nhanh vậy mà còn đuổi kịp theo mình nữa. Và trong thời gian giữa hai tập ấy thì mình có mở rộng cái khu vực này ra, thắp đuốc lên để cho có ánh sáng vào ban đêm ấy, cũng như là sắp xếp những bé rồng rồi. Ở đây mình đã cởi những bộ giáp kim cương ra để chúng ta có thể nhìn ngắm được cái làn da của mấy bé rồng á. Và mình cũng có cắt được một ít cái vải trong đây nè, cũng như là treo những cái bộ giáp tương ứng với từng bé rồng ấy. Nàng tiên ngồi xuống đi. Đó, nàng tiên ngồi đây chơi với mấy bé rồng nhá. Rồi mình cắt thêm được 26 rồi nè, vậy là đủ chế tạo giáp rồi đó. Giờ thì mình sẽ máng những cái set đồ lên nhá. Đầu tiên là set đồ của rồng lửa nè, quần ủng nè, áo giáp và cuối cùng là nón. Rồi vậy là ổn. Kế tiếp mình sẽ lấy giáp rồng xanh lai nè. Giáp rồng Ender thì mình không có up ấy, tại vì mình đang để dành quả trứng rồng Ender vào một việc khác. Rồng Terra nè, mình sẽ cắt ra mấy cái lúa, xô, đường vào. Rồi lấy ra và máng vào những cái giá treo đồ thôi. Rồi rồng xanh lai máng vào đây nè. Giờ mình chưa có kịp chế tạo mấy cái cọng dây ấy, để khi nào mình về nhà thì mình sẽ chế tạo những cái cọng dây rồi để dành ở đây nhá. Rồi giữ mấy bé rồng ở đây cho chắc cú. Bên đây là giáp rồng tuyết nè. Rồng băng chứ. Đây rồng băng máng vào. Bên đây là rồng Terra. Rồng Terra này là được hai cái đây. Rồng này rồng cái, không biết rồng Terra được có làn da khác không ta. Để sắp tới mình tìm thêm quả trứng rồng khác, mình up thêm một bé rồng Terra nữa mới được, cho đủ một cặp ấy các bạn. Rồng xanh lai, rồng Arthur thì mình đang mặc rồi. Ok, máng giáp của rồng Enchant vào. Cái đôi ủng nè, cuối cùng là cái nón. Và bên đây là giáp rồng nước hả? Giờ mình mới đi, mình chưa có chế tạo giáp của rồng nước nữa ta. Ôi là sắp tới mình cần phải chế tạo thêm giáp của rồng nước rồi. Giờ mình sẽ ăn vào một cái đã. Nãy giờ bay nên đói bụng quá trời rồi nè. Rồi sau đó mình sẽ bay lại khu vực bên đây. Và có một tin vui đó chính là bé rồng sấm sét của mình đã nở rồi các bạn ơi. Đây chính là bé rồng sấm sét của mình nè. Có vẻ rồng sấm sét cũng như là rồng xanh moonlight á, thì có cái sừng nè cũng như là những cái vải trên đuôi á, rất là nổi bật luôn. Cái này ban đêm là cực kỳ sáng luôn ấy các bạn. Và mình không có mang theo thức ăn nhiều rồi, ăn tạm thịt đi bé ơi. Đây ăn thịt đi, coi nó đầy thức ăn rồi nè. Giờ thì mình sẽ bay ra bên ngoài và mình sẽ lấy cái bàn chế tạo ra một cái để mình có thể chế tạo giáp của rồng Moonlight xem nó như thế nào nha các bạn. Rồi đầu tiên thì mình sẽ làm cái nón trước. Nón rồng Moonlight đẹp lắm. Đây mình sẽ đổi thử nè.
Nón rồng Moonlight đẹp cực luôn. Rồi rồi, kế tiếp là cái áo coi có đẹp không. Wow, cái áo còn có cái mặt trăng ở giữa nữa. Đúng là mặt trăng, rồng mặt trăng có khác các bạn ơi. Rồi rồi rồi, giờ mình sẽ làm cái ủng nè, cũng như là cái quần. Đó, quần nè, ủng nè, rồi mặc full set luôn. Rồi, và mình được hiệu ứng nhìn trong bóng tối. Ô, vậy là khi đi khám phá mình sẽ mặc cái set đồ này á, để chúng ta không cần phải cắm đuốc cũng như là không cần phải mang giường luôn. Cứ đi thẳng mà không sợ kiểu như là quá tối các bạn ơi, nhìn trong ban đêm mà. Chắc tạm thời thì mình sẽ mang set đồ của rồng Arthur lại đây nha các bạn. Đây, mang set đồ của rồng Arthur vào. Nếu mình cởi cái áo ra thì sao? Vậy là nó chỉ có hiệu lực khi mà chúng ta mặc full cái set đồ này thôi. Cũng khá tiếc. Phải chi mặc cái nón không á cũng cho hiệu ứng thì hay rồi, để mình còn có bay được ấy. Chứ mình mà cởi cánh ra thì không có bay được các bạn ơi. Kệ, không sao không sao. Tạm thời thì mình sẽ mặc cái mình có hiệu ứng sức mạnh đó nè. Ủa, cái hiệu ứng sức mạnh này từ đâu ra vậy ta? Hình như là của cái đôi cánh này là của cái áo giáp vậy. Tự nhiên mình có hiệu ứng sức mạnh nè. Không hiểu sao luôn á. Để mình gỡ cái này ra coi. Ồ, vậy là như cái rồng mặt trăng sẽ cho mình hiệu ứng sức mạnh đó. Ồ, hay nha hay nha. Tốt tốt tốt. Rồi, giờ hiện tại trong đây còn hai cái set đồ mình chưa có máng vào. Chắc sắp tới mình sẽ làm thêm một cái giá treo đồ và máng giáp rồng lửa vào đây luôn nhá. Rồi giờ thì mình sẽ vào trong nhà lại, còn nàng tiên này ở đây chơi với mấy bé rồng nhá. Rồi, và thường xuyên qua đây thăm chừng bé rồng sấm sét của mình, tại vì bé ấy đang trong giai đoạn phát triển ấy nên cần phải ăn rất là nhiều luôn. Đó, mình sẽ dẫn bé rồng sấm sét này qua đây thăm bé rồng đỏ của mình nè. Tại vì bé rồng đỏ mình dời qua đây riêng, nếu ở gần bên kia thì sẽ di chuyển và làm phiền mấy bé rồng khác ấy. Cho nên mình sẽ để cho bé rồng đỏ ở một chỗ khác nha. Rồi, bé rồng này thì ngồi xuống đi. Đó, ngồi xuống. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc chính trong ngày hôm nay. Đó chính là mình sẽ có một trận đại chiến với những con rồng băng ấy. Tại vì theo như mình biết trong đây có hai loại rồng hoang dã chính. Một là rồng lửa, hai là rồng băng. Mà rồng băng thì thường thường sẽ ở khu vực băng giá ấy. Và mình vừa tìm được hai cái hang rồng băng ở khá là gần cái ngôi làng băng hôm bữa mình đi ngang nè. Ở đây, nó ở khu vực này nè các bạn ơi, ở dưới cái ngôi làng băng luôn. Đó, cho nên bây giờ thì mình sẽ vào trong nhà để chuẩn bị một vài thứ cần thiết trước khi chúng ta bắt đầu trận chiến với con rồng băng đó nha. Rồi, giờ mình sẽ đi vào trong khu vực nhà trước. Đây. Ui ui. Mới về là nghe tiếng mấy nàng tiên liền à. Nàng này ở trước nhà mình, chắc mình sẽ cho nàng này ra bên ngoài đi. Đó, ui ui ui, đừng có lấy. Rồi. Ui, sao mình lấy lại. Rồi, lấy luôn cái cây hammer của mình rồi. Ui, nàng tiên ơi, trả đi. Rồi, mình chỉ muốn cho nàng ấy ra khỏi thôi mà. Nàng ấy lấy luôn cái cây hammer mình rồi. Ui, giận nàng tiên này ghê luôn á. Ở cái lấy đồ của mình à, không biết cách để đòi lại đồ các bạn ơi. Chắc kệ, cho nàng ấy giữ luôn đi. Mình sẽ chế tạo cây hammer khác cũng được. Rồi, còn cây búa của thằng Thor thì mình sẽ cất vào để không thôi mất á. Kế tiếp mình sẽ cất cây kéo này vào để khi nào cần thì mới lấy ra. Ngoài ra thì mình sẽ mang theo những cái quả táo vàng ấy. Tại vì chiến đấu với rồng băng thì mình sợ nó khá là mạnh. Lần này thì mình sẽ chiến đấu một mình thôi, không cần những bé rồng nguyên tố đâu. Khiên thì chắc mình sẽ mang theo nè. Mũi tên thì mình có cung vô hạn rồi. Bánh kem thì sẽ để ở nhà để dành cho mấy nàng tiên. Vải rồng thì cũng cất vào trong nhà luôn. Trứng thì mình sẽ để dành lại sau này chế tạo bánh kem. Rồi, như đây đồ đã khá là đủ rồi đó. Còn giờ thì mình sẽ bắt đầu di chuyển qua khu vực bên kia thôi nha. Hai trái táo vàng có quá ít không ta? Ok, chắc mình sẽ chế tạo thêm một trái, hai trái nữa đi. Ở đây mình còn 16 vàng nè. Đó, chế tạo hai trái táo vàng nữa là 4 trái. Mình sẽ sử dụng tiết kiệm hai quả cho một con rồng ấy, tại vì mình tìm được hai cái hang rồng băng lận. Nó hôm nay đại chiến với hai con rồng băng luôn nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ qua khu vực Snow Village. Đây, đó, tới Snow Village rồi. Kế tiếp thì mình coi trong rương này có xô không. Nếu mình chiến đấu như vậy mà cái set đồ này có nguy hiểm quá không ta? Không sao, mình phải tin tưởng vào cái set đồ rồng ấy. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu trận chiến với những cái con rồng băng đó luôn nhá. Ủa, hình như mình mình để mấy quả táo vàng ở nhà rồi. Đúng không ta? Đúng rồi, tự nhiên mình cắt nhầm táo vàng chứ. Ui, suýt nữa xuống hang rồng là không có kịp trở tay rồi đó. Rồi, giờ trở lại cái hang rồng băng đâu rồi. Đây, rồng băng nè.
Đó, đây là một cái hang rồng băng mình tìm được đầu tiên nè. Ở đây có sắt, mình sẽ lấy một ít về luôn đi. Ở nhà mình còn cũng không có nhiều nữa. Rồi, ui, ở đây nhiều sắt vậy. Quá trời sắt luôn. Rồi một hồi mình sẽ về á và thử ép cái dòng gia tài vào cái cây kiếm laser này coi có được không nhá. Và trong đây nó có vàng nè. Đó, tạm thời mình sẽ lấy vào và cho nó trong vô trong cái rương này luôn để cho mình có thêm không gian ấy. Lấy cái rương này luôn đi. Rồi, cho vào hết. Ở đây có cái cục, cái này sapphire đúng không? Ờ đúng luôn, cái này là cục sapphire nè, để đổi với mấy anh dân làng á. Vậy là ổn rồi đó, giờ thì mình sẽ đi xuống dưới nha. Ủa mấy cái băng này mình không cần siêu thớt thì vẫn có thể đập được các bạn ơi. Cái băng ở cái vùng này nè. Con rồng đang ngủ kìa. Ui. Mình sẽ dùng cái cung đi, cái cung mình bắn nó trước đi. Đó, rồi, nó thức rồi kìa. Nguy hiểm, hình như nó chưa biết mình các bạn ơi. Ủa mình bị hiệu ứng yếu đuối rồi. Ây da, ui nó phá băng để lên quýnh mình kìa. Ui căng nha, căng nha. Rồi tạm thời nó chưa có tấn công được mình á, thì mình tranh thủ gây sát thương á. Chứ một hồi mà nó áp sát mình lại thế nào mình cũng thởm cho coi hả. Rồi, cổ lên. Đánh từ xa các bạn ơi. Rồi, tiêu diệt ngươi nè. Ui đánh không tới, liều liều. Ui tới rồi, tới rồi. Ây da. Ui các bạn thấy đấy, những con rồng hoang dã này nó cực kỳ mạnh luôn. Rồi xong mình rồi. Đừng mà bình tĩnh nào. Ui cái miệng nó kìa, răng nanh nó. Vẫn còn kịp, chạy thôi. Ui đi đâu vậy? Đi đâu này? Rồi. Tiêu diệt người này. Mình có cái áo giáp của rồng mà Moonlight á, nhìn ban đêm rất là dễ đánh luôn. Đó, tiêu diệt thôi. Hình như nó đang bị nó đang bị hoảng sợ hay sao ấy, nó cứ chạy lung tung tung không à. Cứ chạy lung tung tung rồi các bạn ơi. Khá là dễ. May mà cái con rồng này nó bị hoảng sợ rồi. Lúc đầu á mình đánh nó rất là nhiều luôn. Nên khá là dễ dàng trong trận chiến đầu tiên, nhưng mà trận chiến thứ hai thì chắc không dễ như vậy đâu. Tại vì con rồng kia theo như mình nghĩ thì nó sẽ mạnh hơn con rồng này á. Và con này theo như mình đoán thì chắc nó cũng tầm cấp 4 đến cấp 5 á, thì nó mới có cái sải cánh bự như vậy. Và giờ mình sẽ tranh thủ lấy một ít cái sapphire về để còn trao đổi với mấy anh dân làng nữa. Rồi, mình sẽ ăn vào một ít cái thịt bít tết đi. Nó ăn vào một ít bít tết. Tiêu diệt con Reaper này, dám đứng ở đây hả? Rồi, kim cương nè. Lấy những cái áo giáp có dòng phù phép về để tách dòng ra. Vàng, sapphire, mình cực kỳ thích đánh nhau với mấy con rồng mà hoang dã luôn ấy. Tại vì mình có thể loot đồ rất thoải mái dưới khu vực này. Ở bên đây còn nữa nè, mình sẽ loot vài rương ở phía dưới trước đi. Còn mấy rương kia từ từ mình sẽ loot sau nhá. Rồi, cái rương này lấy chưa? Rương này lấy rồi hả? Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xơi thịt của cái con rồng hoang dã này thôi. Hy vọng sẽ rơi ra quả trứng rồng ấy. Hiện tại mình đang rất là cần trứng rồng luôn. Coi có trứng rồng không nhá. Coi nào. Ui toàn thịt với bãi rồng á. Ui vậy là không có trứng rồng rồi. Ui mấy con rồng này khá là khó để rơi ra trứng rồng các bạn ơi. Và con rồng này nó ở cấp độ 5 rồi. Cấp 5 mà vẫn chưa rơi ra trứng rồng cho mình nữa. Chắc tỷ lệ nó thấp lắm luôn ý. Ui đằng kia có con Enderman kìa. Ồ tiếc vậy ta. Chiến đấu như vậy mà không được cái. Ui cái này có dòng chân lạnh luôn hả? Ồ có dòng chân lạnh luôn nè. Chắc có lẽ mình sẽ ép cái dòng chân lạnh nào này vào một cái đồ ủng nào mà mình thường xuyên di chuyển để đi khám phá. Khá tốt. Rồi giờ thì mình sẽ cho hết những thứ này vào trong cái rương này nhá. Vải rồng nè, wow, gần 2 stack vải của con rồng hồi nãy luôn á. Rồng bạc, rồng silver. Xịn. Rồi cắt kim cương, cắt vàng vào. Hoa lấy ra đi. Cất đồ ủng vào. Rồi, giờ mình sẽ cho những thứ không cần thiết vào trong đây lại. Silver thì mình có thể đào được nên mình sẽ cho lại vào đây nhá. Rồi, lấy lại cái rương nào. Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển qua cái hang rồng thứ hai nha các bạn. Hang rồng băng thứ hai. Đây, hang rồng băng thứ hai nè. Và nó còn có cả kim cương ở đây nữa. Nhưng mà mình sẽ lấy sau đi. Tại vì giờ không có gia tài đào ra thì phí lắm. Rồi, giờ thì mình sẽ... Ui, bên trong này có gì không? Ui con này cũng ngủ tiếp. Vậy là những con rồng hoang dã thì nó sẽ có thói quen là ngủ dưới hang các bạn ơi. Ở trên mặt đất thì sẽ tấn công những con vật khác, nhưng mà dưới hang thì nó khá là hiền, nó chỉ tập trung vào việc ngủ của nó thôi. Ok giờ mình sẽ đánh thức nó dậy nha. Rồi nó thức rồi kìa. Ui nó nhìn mình luôn hả? Hồi nãy con kia nó còn phải tìm, một con này nó nhìn mình luôn rồi. Thôi thôi tranh thủ bắn nó mới được. Cùng mình cũng xịn mà sợ gì. Lại đây nhanh nào. Mình nghĩ là nó chưa kịp lại là nó cũng ngộp. Tại vì mình bắn rất là nhiều mũi tên vào người nó rồi nè.
Ui, nhưng mà khoan, bình tĩnh nào. Ui, dai ghê, bình tĩnh nào anh bạn, bình tĩnh nào. Ui, đúng, vẫn là đúng hả. Ui, nó còn phun bắn nữa hả. Ui, nó phun bắn các bạn ơi. Nó phun bắn nè, những cái gai bắn nè. Ui. Ủa. Ui, dai, gai bắn. Ui, những cái gai băng này làm bẫy được á. Ui, được. Đây là một cách rất là hay để mình có thể mang về làm bẫy luôn. Hay á. Rồi, tranh thủ gom mấy cái gai băng này về. Đây là một thứ rất là lợi hại để có thể bảo vệ nhà. Và đây có mấy con zombie nè. Ây da, tính nào. Ui, phù thủy nữa. Phù thủy nè. Lợi dụng đó. Mấy cái tên này ưa lợi dụng lắm các bạn ơi. Nhân lúc mình sơ hỏi là thế nào cũng quánh mình cho bằng được hả. Nhưng mà không sao, mình đã đề cao cảnh giác rồi. Và bây giờ mình sẽ đẩy xác con rồng này xuống dưới để chúng ta cùng nhau xơi thịt nha. Đúng là cây cung rồng có khác, bắn bay hết thôi là con rồng này lăn ra ngõm rồi. Một cây kiếm có rất là nhiều dòng phù phép nè. Mấy cây kiếm có dòng hại thiên ma thì mình sẽ không có lấy ấy. Bảo vệ cung vụ nổ, tốt. Chậm hỏng nữa nè. Ồ, có dòng chậm hỏng là hay rồi. Và mình sẽ cất cái đá nè, những cái cục băng nè. Cái bẫy băng này thì mình sẽ mang về, mắc nhện vứt. Rồi, sau đó thì mình sẽ sơ thịt thôi. Còn những cái rương trong đây nè, rất là nhiều luôn. Nhưng mà những cái rương này thì không có độ xịn đâu. Trừ khi mình gặp hai cái hang rồng cạnh nhau á, thì chúng ta mới lút được những cái món đồ xịn ở trong mấy cái rương này thôi. Chứ mấy cái hang rồng đơn lẻ như vậy thì sẽ không tốt ấy. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy đồ trong cái con rồng này. À, coi. Lại là thịt rồng, tim rồng và một ít cái vải cái rồng silver nhưng không có rơi ra trứng rồng nữa. Ồ, vậy là những quả trứng rồng á rất là khó để chúng ta có thể nhặt được luôn ấy. Ui, sửa chữa luôn này. Ồ, mới bảo đồ không tốt nhưng mà đã cho mình ngay cái áo giáp sửa chữa luôn. Wow, hay á. Ồ, có kim cương nữa nè. Mình sẽ vứt gì ta, vứt cái gỗ này đi. Vậy nhặt kim cương vào đây nữa nè. Quá trời mấy cái bẫy băng luôn. Rồi, mình nhặt được 18 cái bẫy băng. Sau này mình sẽ làm một vài cái bẫy ở xung quanh nhà để bẫy một vài cái con quái nào mà dám tới làm phiền nhá. Ồ, ở đây còn kim cương nữa nè. Nhưng mà từ mình sẽ lút sau. Nó, những cái áo giáp nè. Rồi, tạm thời thì mình sẽ quay về nhà trước. Ui. Ồ, một cái rương đôi luôn. Sửa chữa nữa. Wow. Vậy là cho đồ sửa chữa là tốt rồi. Đó giờ cứ tưởng trong đây đồ không tốt chứ. Rồi, lấy mấy cái này về. Mấy cái iron chuck liền mình sẽ vứt đi. Rồi, về nhà thôi các bạn ơi. Lút như này đủ rồi, từ quay lại lút sau nhá. Rồi, giờ mình sẽ quay về nhà một cái nè. Sao vừa về tới nhà là mấy nàng tiên lại kêu mình stop it hả? Và cái nàng này vẫn chưa thả nữa. Ui, năng nỉ thả đi nè, cho món đồ nè, cho đồ xịn nè. Thả đi. Thả đi nàng tiên ơi. Ui, nàng tiên này dễ thương nhưng mà lì quá hả, kêu thả nó hoài mà không thả gì trơn. Ui, nàng này thì giữ cái bánh kem không sao, bánh kem thì rẻ lắm. Ui, tiếc ghê luôn á. Ui, mà bây giờ mình mới phát hiện là set đồ mặt trăng này rất là xịn luôn. Ô, có cái dòng mà. Ui, giờ mình còn có tốc độ nữa nè, hình như nó cho nè. Ui, mình đâu ra quá trời dòng đấy. Ô, tự nhiên đâu mình ra quá trời dòng nè. Hình như đây là khả năng đặc biệt của rồng mặt trăng á. Ô, đây có vẻ là cái set đồ cho mình những hiệu ứng rất là tốt luôn. Còn giờ thì mình sẽ tổng kết lại coi. Nãy giờ mình loot được quá trời những cái áo giáp có dòng tốt nè. Trong cái rương sugar này vẫn còn nha. Đó, tim rồng nữa nè. Vậy là hiện tại mình chỉ mới có bao nhiêu cái tim rồng ta? Được 3 cái tim rồng băng. Nhưng mà tim rồng để chế tạo cái khối. Từ mình sẽ tìm hiểu sao về cái những cái khối liên quan về rồng này nhá, để chế tạo những set đồ khác ấy các bạn. Vải rồng bạc thì mình có được mình nhớ nhiều lắm anh. Đây, có thêm một ít nữa nè. Rồi giờ mình sẽ chế tạo thử cái set đồ từ vải rồng bạc nhá, không biết coi nó có đẹp giống như là của rồng lửa không. Rồng lửa thì mình thấy khá là đẹp á. Rồi, đầu tiên là cái nón. Xét về độ đẹp cũng như là ngầu thì cái nón này có vẻ là bậc nhất rồi nè. Wow, nó cũng khá là ngầu giống như là nón của rồng lửa đỏ ấy. Wow, xịn. Rồi, kế tiếp là cái áo coi. Cái áo. Ui, nó có những cái viền băng á, nhìn rất là đẹp luôn á. Nhưng mà cái nó không có hiệu ứng ấy, khá là tiếc. Và những cái set đồ này mà có hiệu ứng thì tiệt khỏi phải bàn luôn á. Đây, mặc vào. Ui, mặc cái quần đâu, mặc quần nè, mặc đôi ủng vào.
Rồi. Giờ mình đã trở thành kỵ sĩ rồng bạc rồi các bạn ơi. Nó nguyên một set đồ rồng bạc luôn. Nó nhưng mà nó không cho mình hiệu ứng nào hết trơn á, thành ra nó khá là yếu á. Phải cho hiệu ứng thì mình sẽ cố gắng mặc nó và sử dụng lâu dài luôn. Còn tạm thời thì chắc mình sẽ vào trong ngủ một giấc sau trận chiến mệt mỏi cũng như là chuẩn bị cho công việc tiếp theo nha các bạn. Sau một hồi để ý thì mình mới phát hiện là hình như những nàng tiên này á, sẽ búp sức mạnh cho mình các bạn ơi. Tùy thuộc vào cái bộ áo mà mấy nàng tiên mặc ấy à, như nàng tiên màu xanh này hình như cho mình hiệu ứng tốc độ với đầu nhanh hay sao nè. Wow, thì ra ngoài khả năng đánh cấp á thì mấy nàng tiên này còn cho mình sức mạnh nữa. Cứ tưởng như bộ giáp mà rồng Moonlight này cho mình thôi, nhưng mà không ngờ như mấy nàng tiên cho á. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc tiếp theo á, là chế tạo những cái quả bóng slam nhá. Tại vì bây giờ mình muốn bắt một vài cái con kỳ lân biển ấy, mình thấy nó có khá là nhiều ở cái khu vực mình đang sống luôn. Rồi giờ mình sẽ chế tạo trước một cái như vậy, một cái cọng dây á, sau đó mình sẽ mang những cái hàng rào ra rồi và đi bắt những cái con kỳ lân biển thôi. Mình không biết có nên mang theo mấy nàng tiên này không ta. Thôi kệ đi, để cho mấy nàng tiên ở nhà đi. Giờ mình sẽ mặc cái cánh rồng vào và di chuyển qua cái khu vực biển này. Mình thấy khá là nhiều mấy cái con kỳ lân biển luôn, nhưng mà không biết nó có despawn bớt không nữa. Ở khu vực này nè có rất là nhiều luôn á. Ui, có vẻ bây giờ nó đã despawn bớt rồi các bạn ơi. Nhưng mà sao mình sẽ cố gắng tìm kiếm thêm một vài vòng nữa. Mình nghĩ ở đây vẫn vẫn sẽ còn á, tại vì thỉnh thoảng nó sẽ spawn ra mà. Coi nào. Ngoài này thì có vẻ là khá yên bình rồi. Mình đã tiêu diệt hết những cái con rồng biển ấy. Yên bình quá nên hình như mấy cái con kỳ lân biển cũng không có xuất hiện luôn. Ồ, hôm bữa mình thấy ở đây nhiều lắm mà ta. Lúc trước mình còn tiêu diệt hết vài con để lấy những cái shiny scale ấy, nhưng mà bây giờ mình mới biết đó là kỳ lân biển và không còn tiêu diệt nữa. Nhưng mà giờ như tuyệt chủng luôn rồi. Thiệt tình luôn á, hồi đó tự nhiên đánh mấy bé đó chị không biết nữa. Rồi cố lên, kỳ lân biển nó giống như là con ngựa chạy dưới nước gì đó các bạn, có tốc độ chạy có thể nói, ủa tốc độ bơi chứ, có thể nói là rất là nhanh luôn, nhanh hơn khi mình bay như vậy nhiều. Và coi nào, ôi đây có đại bàng nữa nè. Nhưng mà mình chưa biết thức ăn chính của đại bàng là gì và chưa có thuần phục được ấy. Phải mình biết nguồn thức ăn chính của nó là gì, mình còn tìm và cho nó ăn nữa. Có vẻ những cái con kỳ lân biển tuyệt chủng rồi. Tiếc ghê, thôi đi xa xa cái khu vực vực biển của mình coi coi ở đây coi còn không. Ui nữa 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 hả, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt phải không. Rồi mặc áo giáp vào, lại đây lại đây lại đây, xuống nước đi. Mê mê hoặc mê hoặc mê hoặc nè, dám mê hoặc mình mê hoặc nè. Lúc trước mê hoặc mình còn sợ chứ bây giờ mình đã có bộ giáp rồng rồi. Ui 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 ui, mới nói hết rồng biển mà giờ xuất hiện rồi hả. Ui ai da, ai da, ai da. Ui ui, dám đội một một với mình hả. Những cái ba cái mụ tiên giả mạo đó, mình tiên cá giả mạo mình còn không sợ, huống hồ là một cái con rồng bé tẹo như vậy. Mình chỉ sợ mấy con bự thôi. Tại vì mấy con bự nó cắn mình một khuyết là mình lăn đùng ra chết rồi các bạn ơi, chưa kịp kiểu như là trở tay gì luôn á. Chứ mấy con bé bé thì mình còn làm gỏi được. Rồi và đây có cái túi mật nè. Ui cái con kia nó làm một phát một ngỡm bé mật luôn, ác ghê á. Thôi thôi mình sẽ nhặt túi mật của bé ấy đem về sử dụng cũng được. Rồi giờ tụi mình sẽ qua khu vực bên đây coi. Và bên đây thì không có luôn. Vậy là hình như cái đồi kỳ lân biển nó tuyệt chủng luôn rồi. Ôi giờ mình thấy tiếc ghê luôn á, biết chi hồi đó mình đừng có tiêu diệt mấy bé đó chi. Giờ phải đi tìm nè. Mà tìm là không có nữa. Ở đây có mấy bé cừu. Khu vực biển này coi. Ui này tiếng cá da màu nữa. Thôi 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 bắn đi. Bắn nè. Ấy da. Ui. Ghẹo ghẹo chi không biết nữa, quýnh cho lọt xuống biển luôn nha. Rồi lại đây lại đây. Lại đây, lại đây. Ui như kháng mũi tên à. Kháng hả? Kháng kháng dưới ngày. Rồi mình đã tiêu diệt được những cái nàng tiên cá da mạo này rồi, và mình có thêm được 31 cái shiny scale luôn. Nếu mà không có được mấy bé kỳ lân biển thì mình sẽ mang những cái shiny scale này về và chế tạo bộ giáp ở dưới biển nha. Ở đây có khá là nhiều bộ giáp liên quan đến cái shiny scale này luôn nè. Nó như cái set style Guardian này, nó đây cũng là một set đồ rất là đẹp luôn, nhưng mà mình chưa biết công dụng chính của nó để làm gì nữa. Để một xíu mình về mình sẽ chế tạo thử. Rồi giờ đi thêm một đoạn ở khu vực này coi coi có gặp thêm mấy bé kỳ lân biển không. Kỳ lân biển vẫn chưa gặp. Có vẻ khu này tuyệt chủng mấy bé kỳ lân biển thiệt rồi. Tiếc, giờ mình mới thấy tiếc nè.
Ui, ở đây cũng có Reaper nữa chứ. Reaper xuất hiện ban ngày à. Mấy tên đó không không sợ bị cháy nắng các bạn ơi. Rồi đi tiếp về hướng bên đây. Rồi xong rồi đó. Ý định bắt những bé kỳ lân biển có vẻ là không được rồi, tại vì bây giờ đã tuyệt chủng rồi. Nhưng mà không sao, mình hy vọng trong thời gian tới sẽ xuất hiện thêm nhé. Tại vì nó sẽ xuất hiện theo đợt các bạn ơi, lâu lâu sẽ xuất hiện một lần. Giờ thì cứ cố gắng đợi thôi chứ sao giờ. Và ui ui, có quái hả? À không à không, cái set đồ. Hết hồn, mình cứ tưởng có quái xuất hiện ngay khu vực của mấy bé rồng chứ. Chỉ cần một cạo của mấy bé rồng thôi là mấy con quái nó lăn đùng ra ngõm thôi à. Rồi vậy là chuyến đi xung quanh khu vực này khá là thất bại, thì chưa tìm được mấy bé kỳ lân biển. Nhưng mà không sao. À, ở đây có mấy bé ngựa biển nè. Ngựa là xuống biển gọi là ngựa biển á các bạn. Rồi kệ. Ủa mình giờ thì mình mới để ý từ đợt mà mình tiêu diệt cái Medusa, cái nàng Medusa ở dưới kia, tới bây giờ thì hai bé ngựa này vẫn chưa đi lên nữa. Hình như mấy bé này không biết đi lên á. Để mình cứu mấy bé này đi. Đi lên đi lên đi lên. Ui giờ mình mới để ý là mấy bé này hình như không biết bơi. Ở ngoài miết hả. Rồi giờ mình sẽ gỡ cọng dây ra, lấy lại cọng dây nha. Rồi từ đây vì sao đừng có xuống nước nữa nha không. Mình không lôi lên không biết khi nào mới biết lội lên trên bờ nữa. Rồi giờ cũng đêm tối rồi kìa, vào trong nhà tranh thủ ngủ một giấc. Nhưng mà trước khi đi ngủ thì phải chế tạo đồ cái đã. Mình đang rất là tò mò hai cái set đồ liên quan về cái Cine Scale này. Rồi vào trong nhà và chế tạo thôi. Và coi cái nào, công thức chính của nó thì cực chúng ta cần phải có cái vải của con rồng biển nè, vải của nàng tiếng cá da mạo, vải của rồng biển hình như mình có một ít ở đây đây đây, cái này nè. Rồi kế tiếp mình sẽ cho vào đây. Nó cái này là làm được cái set đồ biển màu đỏ à. Được được được. Rồi đầu tiên mình sẽ chế tạo cái nón trước. Wow, cái nón có hai cái mang á các bạn. Wow, nhìn cũng rất là đẹp luôn. Kế tiếp là cái quần nè. Rồi, kế tiếp nữa là cái áo. Coi coi cái áo đây. Ồ, cái áo nào cũng có vải hết á. Đúng là set đồ liên quan về biển mà. Và cuối cùng là cái đôi ủng coi. Đôi ủng thì không có quà tiết gì hết. Thôi kệ, mặc thử vào. Giờ mình sẽ cởi cái set đồ này ra, mặc thử set đồ này vào. Ồ, các bạn nhìn nè. Giờ mình chẳng khác gì ha, một thợ lặn chuyên nghiệp luôn á. Có cái vải ở trên đầu nữa kìa. Để bây giờ mình sẽ thử đi xuống nước thôi coi. Nhưng mà giờ trời tối mất tiêu rồi. Sáng thí nghiệm thì sẽ tốt hơn chứ bây giờ ban đêm đâu có thấy đường đâu mà bơi. Rồi vào trong nhà và ngủ một cái thôi. Và mỗi lần về tới nhà là mấy cái nàng tiên này hello mình quá trời luôn. Mặc dù ở trong cái chai, cái bình nhưng mà vẫn cứ cố gắng hello mình hoài à. Hello, thay vì hello thì trả mình cái hammer này đi. Chứ cứ hello mà không trả gì chơi. Rồi xong đó, thế là mình mất tiêu rồi các bạn ơi, mất tiêu cây hammer rồi. Không sao, xuống nước coi nào. Có bơi nhanh hơn không? Ui, nó chỉ giúp mình thở thôi à, chứ nó không có giúp mình bơi nhanh. Giúp mình thở thôi. Hình như hiệu ứng thở dưới nước này nó dừng lại ở mức 2 giây nhưng mà không có giảm luôn. Vậy là mình có thể lội ở dưới nước rất thoải mái. Ồ, duy nhất cái mũ thôi á. Vậy là mình vẫn có thể mặc cái cánh vào, mặc cái quần của Rồng Moonlight vào, mặc cái quần, cái ủng luôn. Ồ, tuyệt vời, tuyệt vời. Ồ, nhưng mà mình không có hiệu ứng nhìn trong bóng tối. Ồ, nhưng mà cái áo thì sao? Cái áo thì cũng không cho mình hiệu ứng nhìn trong bóng tối luôn. Ồ, được cái này mất cái kia các bạn ơi, được thở dưới nước nhưng mà không có nhìn trong bóng tối. Ồ, vậy là mình chỉ được lựa chọn một trong hai thôi hả? Như vậy thì thôi kệ, cũng tạm ổn rồi đó. Tổng kết trong ngày hôm nay á thì mình đã đại chiến với hai con rồng băng nhưng mà vẫn chưa nhặt được cái quả trứng rồng nào hết. Ngoài ra thì mình cũng đã giúp cho mấy nàng tiên này từ bỏ thói quen là lấy đồ của người khác ấy. Nhưng mà trước khi mình cho ăn bánh đó nha, chứ giờ mình cho ăn bánh rồi mình hết đòi lại được rồi các bạn ơi. Kiểu như mấy bé ấy đã lấy luôn rồi, kệ không sao, cho mấy bé ấy giữ đồ giùm mình cũng được. Mặc dù lấy đồ nhưng mà vẫn cho mình những cái hiệu ứng kèm theo nè, tốc độ, đào nhanh hoặc là sức mạnh ấy, nó cho ngẫu nhiên thôi. Và ở tập sau thì mình sẽ cố gắng tìm thêm những cái hang rồng để có thể đại chiến và tìm thêm những quả trứng rồng khác nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.